Chá biết ăn cái gì. Duy Anh, sao mấy nay anh thấy mày ăn xúc xích hoài vậy? Anh này xúc xích nè. Ăn gì bổ nấy anh ơi. Ăn gì bổ nấy à? Ăn gì bổ nấy. Ăn gì bổ nấy. Alo. Dạ, anh Gia qua rồi ạ. Dạ rồi, em ra liền, em ra liền. Ôi, đi lấy đồ ăn. Anh đi lấy đồ ăn. Đồ ăn shipper vô tới. Ê, tao mới mua bánh giò nè. Tí vào ăn với tao. Ngon lắm, đã lắm, dạ, đỉnh lắm. Bởi vì nãy giờ anh có nói là ăn gì bổ nấy anh ơi. Nãy mình mới bị té đó, nên là mình sẽ ăn bánh giò. Để mình bổ lại cái giò của mình, nó mới bị té, đau lắm. Và bạn mình nói là cái bánh giò này nó rất là đặc biệt, nó rất là kỳ diệu. Và hôm nay Gấu sẽ review cho các bạn cái bánh giò này. Và xem bên trong cái bánh giò này nó có gì đặc biệt mà bạn mình gửi cho mình tận 6 cái để làm review. Wow, bây giờ bắt đầu ăn thôi. Ok, và đây là bánh giò của Gấu. Thì khi mà giao quá thì tiệm rất là chu đáo, họ sử dụng cái bịch này nè để gói những cái bánh giò lại và cho vào ni lông và cho thêm cả mấy bịch tương như thế này. Và Gấu thấy tương này nó không phải là loại tương ớt bình thường đâu, mà nó là tương ớt rồi pha cái gì đó nên nó lỏng lỏng như thế này nè, để tí ăn thử coi nó có ngon hay không. Bánh giò là gì? À, thật ra không phải là gọi là bánh giò, nó là theo giọng miền Nam của Gấu thôi. Thật ra gọi đúng á là bánh giò. À, bánh giò, cái giò á. Thì bánh giò nó có xuất phát từ miền Bắc là bản thân Gấu á, nhà gia đình của Gấu bên ngoại á là người miền Bắc. Mấy cái này nè, Gấu thường được ăn từ hồi nhỏ luôn rồi. Cái bánh giò ở ngoài Bắc với bánh giò trong Nam khác nhau ở chỗ đó chính là ở bánh giò trong Nam á thì họ bỏ thêm trứng cút. Thì bạn Gấu nói á là có 3 cái thịt heo và 3 cái thịt gà. Ăn đi rồi mới biết cái điều đặc biệt bên trong cái bánh giò này là như thế nào. Quay phim ăn rồi đúng không? Bánh giò thì được làm bằng bột gạo tẻ và được hòa với nước hầm xương. Tức là cái bột đó không phải là được nhào bằng cái nước mà nước nóng bình thường, mà đó là nước hầm xương. Xong đó nấu lên rồi nhào bột, rồi xong đem đi hấp cái bột này trở thành cái bánh này. Và nhân bên trong thông thường nó là nhân thịt heo. Và ở miền Nam thì Gấu nói đó, ở miền Nam thì bánh giò có thêm trứng cút. Cái bánh giò nó rất là hay ở chỗ là nó hình tam giác như thế này. Có nhiều chỗ là nó sẽ gói thành một cục, nhưng mà Gấu thấy thì đa số cái bánh giò đều gói thành một cái hình tam giác như thế này. Cái phần lá chuối được bọc bên ngoài có thể làm thành một cái dĩa để các bạn có thể ăn trực tiếp cái bánh giò. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ với các bạn mở cái bánh giò này ra. Thì cái bánh giò này á cuộn rất là đơn giản luôn. Đây, ngay đây cái phần này các bạn thấy không? Đó, đây là cái phần gút của cái cọng dây chuối. Mình gỡ chỗ này ra là được, mình gỡ một cái thôi, tại vì lúc mà người ta làm người ta không có cuộn chặt. Rồi gỡ ra. Mình không cần dùng kéo nha. Mà có kéo thì nó sẽ nhanh hơn. Đây. Cực. A few inches later. Rồi, thấy không? Thì cái phần này chúng ta chỉ cần gỡ thế này là chúng ta ra được cọng dây này rồi. Và đây là cái bánh giò của mình. Cái phần lá chuối khi mà được mở ra như này nè, là nó sẽ khi mà cái phần lá chuối mở ra thì nó sẽ trở thành giống như cái dĩa vậy đó. Mình có thể ăn trực tiếp trên đây luôn mà không cần sử dụng cái dĩa bên ngoài đó. Đó. Wow. Ê, cái này nó là thịt gà nè. Cái này nó là thịt gà các bạn. Bây giờ mình sẽ
mở bên trong coi nó có gì đặc biệt. Wow, cái bánh giò này nó có tận 7 cái trứng cút rồi các bạn. Yeah, đây là một cái bánh giò nhân thịt gà và có nấm đông cô nữa nè. Lần đầu tiên Gấu ăn một cái bánh giò mà có 7 cái trứng cút trong này luôn. Được rồi. Wow, bây giờ không nói nhiều nữa, mình sẽ ăn thử một miếng coi là như thế nào. Nhưng mà đầu tiên á, các bạn ăn cái gì đó thì các bạn nên là cảm nhận cái hương vị của nó trước, rồi các bạn hãy cho cái phần nước chấm này vào. Thì như vậy á, chúng ta mới cảm nhận được hết toàn bộ cái giá trị và cái độ ngon của cái món ăn mà các bạn ăn ha. Ăn miếng trứng. Bánh làm rất là vừa ăn, và đặc biệt là vỏ bánh không bị quá mềm. Có những chỗ mà bán bánh giò á, cái phần vỏ bánh ở ngoài á, nó mềm mà nó nhão nhẹt luôn. Nhưng cái bánh giò bảy trứng ở đây á, cái phần bột bánh làm ăn rất là đã. Nó đàn hồi và nó không bị nhão nhẹt, nó không bị mềm, nó không bị quá mềm, nó không quá cứng. Coi, phần nhân nó vừa ăn luôn. Và nó rất là thơm mùi hành này vậy. Rất là thơm mùi hành. Còn cái phần thịt bên trong á, thì quá ngọt, quá ngọt. Nè, miếng nữa. Ngon. Bây giờ mình sẽ thử gọi là đưa nước sốt lên xem coi ăn thế nào. Ok, xong rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử nha, coi nước sốt như thế nào. À, hấp dẫn luôn mấy bạn. Đó. Hấp dẫn vô cùng. Nè, nó có phần thịt nha. Cái phần nước sốt này á, nó hơi chua chua ngọt ngọt và nó cay. Nó cay, nó làm cho chúng ta ăn rất là ngon. Và đặc biệt là cái mùi vị của cái bánh giò khi mà ăn chung với cái nước sốt này nè, cực kỳ ngon. À, chua chua, ngọt ngọt, ăn mặn. Ngon. Trong cái nhân này nó có hành phi nữa, rất là thơm. Cái mùi của hành phi khi mà nó dậy lên, nó làm cho cái phần nhân bên trong nó cực kỳ đậm vị và cực kỳ đã. Thêm cái phần trứng cút này nè, những cái chiếc trứng cút này á xịn lắm nha. Tại vì cảm giác của Gấu á, Gấu đã từng ăn những cái trứng cút mà để lâu á, rồi người ta làm tới làm lui hoài mấy chỗ bán xôi hay làm vậy. Thì cái trứng cút này là trứng cút mới, ăn là biết. Nó còn vẫn giữ được cái độ tươi và độ thơm ngon của cái trứng của mình. Ngon. Hay là 4 cái trứng cút còn lại ăn luôn. Cái này là nhân thịt heo nè. Nhân thịt heo là một cái nhân mà truyền thống nhất của bánh giò. Tới cái bánh này Gấu sẽ chỉ cho các bạn một cách ăn mà chúng ta không cần dùng tới muỗng. Mở ra sao cho các bạn coi bây giờ. Gấu sẽ chỉ các bạn một cách ăn rất là hay. Sau khi chúng ta mở cái lá thế này nè, chúng ta sẽ cầm lên, cầm thế này. Đó, nếu mà có nước chấm thì chúng ta sẽ rưới lên luôn. Đó, rưới lên. Đấy, nè, ăn kiểu này. Ngon. Chúng ta sẽ không cần phải xài một cái dĩa hay bất cứ cái muỗng nào, cắn vào luôn.
À, ngày xưa mẹ có nói thì khi mà chiến tranh á, mà trốn trong rừng á, thì lúc mà được bà ngoại cho ăn cái bánh giò nè thì chỉ cần một người, chỉ cần một cái thôi là đã cầm hơi cũng cả ngày luôn á. Kiểu như bánh giò nó rất là mau no, nhưng mà thật sự là bánh giò nó rất là dễ đói. Bởi vì bạn ăn một hồi mày sẽ đói trở lại. Ngày xưa gấu chỉ được ăn bánh giò nhân thịt heo, một trứng thôi, và có khi là không có trứng nào luôn. Và bây giờ gấu đã được ăn một cái bánh giò cực kỳ ngon, đó chính là bánh giò nhân thịt gà 7 trứng. Wow, và thịt heo 7 trứng luôn. Nói về phần vỏ bánh thì vỏ bánh được làm bằng gạo tẻ và được trộn chung với nước hầm xương để tạo nên cái hỗn hợp bột làm nên cái vỏ bánh này. Nên là khi chúng ta ăn cái vỏ bánh vô á thì cái việc nên khi chúng ta ăn cái vỏ bánh vô á chúng ta sẽ cảm thấy cái bánh nó có hơi thơm thơm, mùi của nước dùng và ngọt và mặn mặn, làm chúng ta ăn rất là thích thú và thật sự là rất là ngon các bạn. Nấu rất là thích. Sao nay mua gì bánh giò vậy? Nãy bị té đau giò nên là ăn bánh giò cho bổ lại cái giò. Thì em nói là ăn gì bổ nấy. Dạ. Ê da, đôi chân em đau quá. Nhưng chân gà nó cũng đau nữa. Thằng hà nó cũng đau chân nữa. Nhưng mà em xin phép. Ai bỏ đau chân quá. Ok. Và rất cảm ơn các bạn đã xem clip. Hãy clip hay, hãy like, share và subscribe cho Gấu To. Và đừng quên nhấn chuông để kết nối với tâm hồn bạn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại.